Anh ơi, anh ơi. Chạy ra bàn tiếp sức để lấy thêm nước và nó dội thẳng ngay để
giảm cái nóng, cái nhiệt trong cơ thể. Top 3 bây giờ rõ ràng là rất dễ đoán rồi. Indonesia và 2 Việt Nam. Vẫn đang núp gió, núp sau lưng Hồng Lệ. Lại vượt thêm một đối thủ nữa. Hồng Lệ. Đến lượt vận động viên của Indonesia sử dụng nước. Indonesia đưa cho Việt Nam. Hai đấy. Nhờ anh vứt giúp à? Nhờ Lệ vứt giúp à? Như vậy hiện tại là hai vận động viên của Việt Nam đang dẫn đầu và xếp thứ ba là Indonesia. 4-60 mà mọi người đang thấy là của Myanmar đang xếp sau ít nhất là 2-3 vòng. Cục trần rất đẹp. Đây rồi, bứt rồi đây này. Ý, anh bứt rồi đây này. Anh lại bứt rồi. Vòng đua cuối cùng. Chà, hai vận động viên của Việt Nam ở xa quá, xa hơn vận động viên thứ ba rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy. Anh ơi, bỏ xa rất xa so với đứng thứ hai Hồng Lệ và vận động viên của Indonesia. Tuyệt vời, chúng ta đã thêm một huy chương vàng 10.000m. Đây, cái thứ ba đây, Indonesia đây. Ha, bộ đội trang. Vi ơi!
vào phỏng vấn đi, anh Trâm trả lời cho. Cái cảm xúc của em lúc này như nào khi mà duyên này giành 4 tấm chung bài? Lần đầu tiên thì thật sự là cho em xin được quý vị và thật sự là biết ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn cổ vũ, đồng hành và tiếp cho em thật nhiều sức mạnh để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại kỳ đại hội lần này ạ. Và thật sự là hôm nay khi mà hoàn thành nội dung cuối cùng của kỳ đại hội này thì thật sự là một niềm vui cực kỳ khó tả, giải tỏa bao nhiêu tất cả những suy nghĩ lo lắng và áp lực của em những ngày qua, và em thật là biết ơn và hạnh phúc khi mình đã làm được điều đó. Hôm nay đúng là cái sinh nhật của thầy mình thì em muốn gửi lời chúc gì thầy không? Dạ vâng ạ, em đã thật sự là chờ đợi từ sáng đến giờ và em mong muốn rằng là buổi chiều hôm nay mình sẽ có một phần thi thật tốt, và em muốn dành những kết quả phần thi này để gửi tặng sinh nhật thầy Trần Văn Sĩ của em. Em chúc thầy có một sinh thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết đam mê với nghề ạ. Vì sao anh từ chối tiếp nước mà học sinh dù đưa nước? Tại vì là thực ra là lúc chạy thì nhu cầu mỗi người và mỗi người có một cái thời điểm mà cần sử dụng nước khác nhau ạ, nên là em đã từ chối bạn đấy. Anh đã tính tiền kinh năm nay tham dự SEA Games với họ rất là dễ thương. Em nghĩ rằng là đây là một dấu hiệu khá là tốt của Đình Dương Việt Nam, và em mong rằng là sẽ có thật nhiều những vận động viên trẻ tài năng hơn nữa kế tiếp các bạn anh càng chị để càng ngày càng đưa thể thao Việt Nam lên tầm cao mới ạ. Em xin thưa nhé. Em được hưởng rất nhiều ở kỳ SEA Games lần này, em tạo hưởng rất là tốt cho thể thao Việt Nam, thì em muốn nói gì về điều này không? Thật sự là ngay sau khi mà em thi đấu xong ngày thi đấu thứ hai ở buổi chiều ngày 1/5 thì em đã nhận được rất là nhiều những phần thưởng như là chúc mừng từ mọi người gửi tặng em, động viên em. Nhưng mà tất cả thì em phải nhắc nhở bản thân mình là hãy tạm dừng ở đó, bởi vì là mình còn những nhiệm vụ phía trước, và ngày hôm nay thì thật sự là em đã có một niềm vui trọn vẹn. Chúc mừng em vào nghỉ ngơi đi. Nói lại nha, hỏi em đây.